Quý khán giả thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động City Ground, sân nhà của câu lạc bộ Nottingham Forest. Chúng ta chuẩn bị dõi theo trận đấu có thể nói là một trong trận chung kết ngược của vòng đấu này, khi mà Nottingham Forest đối đầu với Wolverhampton Wanderers. Lượt đi là một trận đấu không có nhiều bàn thắng, với chỉ một pha lập công duy nhất của Ruben Neves, đội trưởng của Wolverhampton, với pha ghi bàn ở trên chấm 11m. Trong 11 của trận đấu này, những người giao bóng trước là đội bóng chủ nhà Nottingham Forest, và 11 cuộc đọ sức giữa Nottingham và Wolverhampton đã bắt đầu giai đoạn đầu mùa giải dưới sự dẫn dắt của Bruno Lage. Đó là cầu thủ Wolverhampton đang phải nhận nhiều những tấm thẻ đỏ. Đây là Brandon Johnson, dứt điểm ở chân trái khá nguy hiểm. Cú đá đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về đội bóng chủ nhà. Rõ ràng là sân City Ground sẽ là điểm tựa cho Nottingham Forest. Một tình huống xử lý tự tin đến từ Brandon Johnson, và ngoặt bóng và tung ra cú đá cận chân bằng chân trái. Pha xử lý khá hay, trái bóng đi chưa đủ hiểm hóc với Jose Sa. Bóng vẫn trong sân, trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Đây là Totti chuyền bóng vào. Cơ hội dứt điểm cho Adama Traoré. Adama Traoré tạt bóng vào. Lần này thì bóng nằm gọn trong tay của Keylor Navas. Niakate đã mở bóng dài lên tuyến trên. Dennis, vẫn là Dennis. Đưa bóng vào. Bóng trở lại với cầu thủ màu số 25, Emmanuel Dennis. Có vẻ như là bóng vừa mới chạm tay một cầu thủ của Wolverhampton. Những trận đấu vẫn đang được tiếp diễn. Không có penalty là hợp lý thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rõ ràng là Semedo đã buông thõng cánh tay của mình, đã sát người, không hề có ý định khiến cho cơ thể phình ra một cách bất thường. Ruben Neves, Semedo chuyền vào. Keylor Navas là người đã phán đoán và xử lý tốt. Không ít lần trong trận đấu này, Semedo đã có cơ hội để xuyên xuống đáy biên và tạo ra những tình huống chuyền bóng vào trong. Điều mà cầu thủ Wolverhampton sẽ cần phải cải thiện đó. Đây là một pha bóng mà họ đang có cơ hội ở hành lang trái của Totti. Nunes tạt bóng vào, khá nguy hiểm, bóng vừa dồn sang ngang. Rất đáng tiếc. Người tạt bóng là Matheus Cunha. Như vậy đó là tình huống mà bóng chạm đầu của Niakate, chứ không phải là một pha không chiến thành công đến từ Matheus Cunha. Thiếu chút nữa đã có một bàn đá phản lưới nhà đến từ trung vệ. Rất tốt, Semedo. Cơ hội, dứt điểm, không được. Thêm một pha tấn công nữa hành lang cánh phải của Wolverhampton. Lần này thì Keylor Navas đã không thể khống chế được tình hình. Ở phía trong thì cầu thủ phòng ngự bên phía Nottingham Forest cũng không làm tốt. Đây là quả đá phạt nhanh. Kiswai có được không? Rất tốt, đây là Emmanuel Dennis. Vẫn là Dennis, rất đẹp. Không vượt qua được đôi tay của Jose Sa. Kiswai đã có một đường chuyền đầy tinh tế cho Emmanuel Dennis. Nó đủ để đánh bại được Nelson Semedo và đủ để trái bóng tìm đến đường chạy của Dennis. Kiswai phối hợp rất tốt. Kiswai, Emmanuel Dennis chuyền bóng cho Brandon Johnson, rất đẹp. Và tuyệt vời của các thủ Nottingham Forest. Hãy cùng xem lại những gì đã diễn ra, xuất phát từ tình huống phối hợp 1-2 rất hay giữa Emmanuel Dennis cùng với Gibbs-White, và sau đó là đường chuyền dành cho Brandon Johnson thoát xuống ở hành lang cánh phải, không ai chăm sóc anh cả. Như vậy Danilo mới là người phối hợp cùng với Gibbs-White. Sau đó cũng chính Danilo đã tạo ra một đường chuyền quá hay dành cho Brandon Johnson, và Johnson sút bóng ngay ở trạm đầu tiên. Nico William vẫn cố gắng chuyển bóng ngược cho Brandon Johnson. Totti đang dùng mọi cách để có thể ngăn cản Johnson nhưng anh không làm được điều này. Và tiếng còi trọng tài đã vang lên. Như vậy đây là tình huống mà ông thổi phạt lỗi ăn vạ của Brandon Johnson.
Trận đấu đang nóng lên. Ông Cavadas rút sẵn trên tay tấm thẻ vàng rồi. Hãy cùng xem lại pha tranh chấp giữa Brandon Johnson và Totti. Totti đã có một tình huống rất khôn khéo khi mà anh vừa đủ để không khiến cho Brandon Johnson bị phạm lỗi. Đây mới là những gì đáng chú ý. Pha gạt bóng qua thành công của Brandon Johnson. Sau đó ngay khi mà cánh tay trái của Totti chạm vào mạng sườn của Brandon Johnson thì anh đã ngã xuống. Cái cúi đầu của Brandon Johnson cho thấy rằng có lẽ thực sự thì anh cũng đã cố tình ăn vạ trong tình huống này. Bóng rất mạnh mẽ. Cú đúp của Bodese, Adama Traore đã ngã xuống rồi. Nhưng không phải là tiếng còi đến từ trọng tài Cavanac. Sự va chạm đến từ Felipe cũng như Adama Traore. Chúng ta cùng nhìn lại những gì đã diễn ra. Cánh tay trái của Felipe đã đặt lên vai của Adama Traore để ngăn cản anh. Liệu rằng đây có phải là tác động đủ lớn? Đã có những tác động từ phía sau nữa đến từ Felipe. Thậm chí là ông Cavanac cũng không nhìn màn hình tại sân để kiểm tra lại pha bóng đó. Ông đã tin lời của Neil Suarez. Rất đông cầu thủ áo đỏ phía trước. Adama Traore quyết định đi bóng nhưng không vượt qua được Renan Lodi. Và bây giờ là phản công cho đội bóng chủ nhà. Emmanuel Nenis vẫn đang là số 25. Emmanuel Nenis dứt điểm. Thêm một cú đá nữa, bóng không đi vào lưới. Một lần nữa thì số 25 của Nottingham Forest lại có cơ hội thoát xuống hành lang cánh trái. Quách Dawson đã bị bỏ tương đối xa. Ý đồ xử lý của Emmanuel Nenis cũng là khá tốt khi mà anh nhắm đến góc gần, nhưng cú đá của anh lại không đủ hiểm. Nhịp độ tấn công của Nottingham Forest vẫn được đảm bảo. Cánh trái khá thoáng, đường chuyền tốt, dứt điểm. Cú đá không thành công. Danilo là người đã tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Khá bình tĩnh đó là Ruben Neves. Podence quyết định dứt điểm. Bóng bay vọt xa. Nghĩa rằng họ sẽ lùi ít nhất là một bậc trên bảng xếp hạng. Và Nottingham Forest sẽ thăng tiến tương đối nhiều. Rất tốt. Brandon Johnson cơ hội đây rồi. Dứt điểm. Vẫn còn. Renan Lodi tạt bóng vào. Sút bóng. Hãy cùng xem lại pha triển khai tấn công nhanh của cầu thủ Nottingham Forest. Lựa chọn của Brandon Johnson lại không phải là quyết định dứt điểm ngay, mà thay vào đó anh chuyền bóng vào trong. Max Kilman, Diego Costa dứt điểm bằng chân trái. Odese. Thêm một cú sút nữa. Lỗi của cầu thủ Nottingham Forest đã rút lên tỷ số là 1-0 cho Wolverhampton. Bây giờ niềm vui đã đến dành cho các cầu thủ đội khách và cho nhóm các cổ động viên của bầy sói tại sân City Ground. Cú đá đầu tiên của Pedro Neto không thành công, nhưng bóng rất may mắn lại tìm đến Daniel Podence ở một vị trí trống trải. Và với hai nhịp xử lý của mình thì cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thành công trong việc phá tan mảnh lưới của Nottingham Forest. Một cự ly gần, cú đá đi vào chính diện khung thành của Keylor Navas. Nhưng bóng đi cực nhanh sau cú đá của số 10 bên phía Wolverhampton. Pedro Neto. Không phải là một pha đá phạt góc tốt của Pedro Neto. Và đó là một trận hòa. Kết quả hòa 1-1 tái hiện lại trận đấu diễn ra tại Cúp Liên đoàn giữa đội bóng được dẫn dắt bởi Lopetegui và đoàn quân của Steve Clark. Sau một cái ôm, một cái bắt tay đó, có lẽ là những lời mà